Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Huấn luyện viên Ten Hag cách lịch sử của Manchester United đúng một trận đấu. Ten Hag tước băng đội trưởng của Harry Maguire. Manchester United chốt tăng cường hàng công bằng Ivan Toney. Manchester United bắt đầu hành động nổ bom tấn Harry Kane. Huấn luyện viên Ten Hag cách lịch sử của Manchester United đúng một trận đấu. Ten Hag đã đưa Manchester United lọt vào chung kết Cúp FA 2022-2023. Nếu giành chiến thắng trước Man City ở trận tranh ngôi vô địch vào đầu tháng 6 tới, vị huấn luyện viên người Hà Lan sẽ đi vào lịch sử của đội chủ sân Old Trafford. Vào rạng sáng ngày 24 tháng 4, trận bán kết Cúp FA giữa Manchester United và Brighton đã diễn ra hấp dẫn. Hai đội hòa nhau 120 phút thi đấu và chiếc vé vào chơi trận chung kết chỉ được giải quyết ở loạt sút luân lưu cần não. Cả hai đội đều đã thực hiện thành công 6 loạt sút đầu tiên. Bước ngoặt xuất hiện ở loạt sút luân lưu thứ 7, Solimac dứt điểm vọt sáng ngang, trong khi đó Victor Lindelof của Manchester United thực hiện thành công. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Manchester United đã vượt qua Brighton ở bán kết Cúp FA. Quỷ đỏ thắng với tỷ số 7-6 loạt sút luân lưu mai rủi sau khi hai đội cầm chân nhau không đều trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Loại Brighton, Manchester United sẽ chạm trán Man City ở trận chung kết. Theo lịch, trận derby Manchester sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 6 trên sân vận động Wembley. Ở trận chung kết với Manchester City, Manchester United không được đánh giá cao. Theo siêu máy tính 538, quỷ đỏ chỉ có 24,5% khả năng vô địch. Trái ngược với dự đoán của siêu máy tính và các chuyên gia, thủ thành David De Gea tin rằng Manchester United có thể đánh bại Man City. Theo thủ môn người Tây Ban Nha, quỷ đỏ đã thể hiện được điều đó ở trận đấu lượt về Premier League mùa này. Bản thân huấn luyện viên Ten Hag cũng quyết tâm không cho Manchester City giành cú ăn bà. Nếu Manchester United giành ngôi quán quân của Cúp FA, huấn luyện viên Ten Hag sẽ đi vào lịch sử. Cụ thể, ông sẽ trở thành huấn luyện viên đầu tiên vô địch Cúp FA ở ngay mùa đầu tiên dẫn dắt quỷ đỏ. Trong lịch sử, chưa từng có huấn luyện viên của Manchester United nào vô địch Cúp FA ngay mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng cả. Trong trường hợp đánh bại Man City, Manchester United sẽ lần thứ 13 giành danh hiệu Cúp FA. Lần gần nhất quỷ đỏ đoạt cúp là ở mùa giải 2015-2016 dưới thời của huấn luyện viên Louis van Gaal. Huấn luyện viên Ten Hag tước băng đội trưởng của Harry Maguire. Người hâm mộ cho rằng Bruno Fernandes nên thay thế Harry Maguire làm đội trưởng chính thức của Manchester United sau trận bán kết Cúp FA hôm 23 tháng 4. Một bức ảnh trong giờ nghỉ giải lao trước hiệp phụ thứ hai của trận đấu giữa Manchester United và Brighton được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội. Trong đó, Bruno Fernandes liên tục động viên và truyền động lực cho các đồng đội dù anh được thay ra từ phút 101. Còn Harry Maguire dù đứng gần đó nhưng tỏ thái độ hờ hững. Anh chỉ trò chuyện cùng vài đồng đội trước khi tập thể của Manchester United trở lại sân thi đấu. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không hài lòng với thái độ của Harry Maguire. Một cổ động viên viết: "Tôi cứ tưởng Bruno là đội trưởng thực sự của Manchester United. Sau 5 lần nhìn kỹ bức ảnh, tôi mới nhận ra Harry Maguire đứng gần đó." Tài khoản khác lên tiếng: "Điều tôi muốn nói có lẽ là Harry Maguire đã mất đi sự tôn trọng từ phía các đồng đội." Một người hâm mộ bình luận: "Bruno Fernandes kiểm soát được mọi thứ trên sân tốt hơn Harry Maguire. Đó mới là một người thủ lĩnh thực thụ." Hồi tháng 3, Marcus Rashford cũng khen ngợi tố chất thủ lĩnh của Bruno Fernandes: "Tôi thích được chơi bóng bên cạnh Bruno. Đối với một tiền đạo như tôi, anh ấy là cầu thủ hoàn hảo để sát cánh. Ngoài ra anh ấy còn là một thủ lĩnh tuyệt vời nữa." Mỗi khi Harry Maguire không thi đấu, Bruno được chọn làm đội trưởng của Manchester United. Tiền vệ người Bologna bị treo giò trong trận thua 0-3 của Manchester United trước Sevilla hôm 21 tháng 4 và chỉ trở lại thi đấu ở cuộc đối đầu với Brighton. Trong trận đấu này, Bruno Fernandes không thi đấu trọn vẹn và bị rút ra nghỉ hiệp phụ đầu tiên. Nếu có mặt trên sân, anh có thể được chọn để thực hiện một trong những quả luân lưu của Manchester United. Các cầu thủ quỷ đỏ bao gồm Casemiro, Diogo Dalot, Jadon Sancho, Marco Rashford, Marcel Sabitzer, Wout van Aert và Victor Lindelof đều sút thành công. Trong khi đó, Solimac của câu lạc bộ Brighton là cầu thủ duy nhất sút hỏng. Chung kết Cúp FA giữa Manchester City và Manchester United diễn ra vào ngày 3 tháng 6 trên sân vận động Wembley. Manchester United chốt tăng cường hàng công bằng Ivan Toney. Theo Football Insider, huấn luyện viên Erik ten Hag muốn ban lãnh đạo của Manchester United chiêu mộ tiền đạo Ivan Toney của Brentford ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2023. Manchester United vừa gây thất vọng khi để thua 0-3 trên sân của Sevilla. Đó là trận đấu mà hàng công của họ đã gây thất vọng rất lớn. Như vậy là quỷ đỏ đã bị loại ở tứ kết Europa League với tổng tỷ số là 2-5 sau 2 lượt trận. Ở trận đấu gần nhất, Manchester United đã đánh bại Brighton ở bán kết Cúp FA, qua đó giành vé và chơi trận chung kết gặp Manchester City. Tuy nhiên, ở trận đấu với Brighton, Manchester United cũng không thể ghi bàn trong 120 phút thi đấu. Họ chỉ giành được chiến thắng ở loạt sút luân lưu. Với việc hàng công đã phụ thuộc quá nhiều vào Marcus Rashford, huấn luyện viên Erik ten Hag đang muốn có thêm ít nhất một ngôi sao tấn công hàng đầu ở hè năm 2023. Ngay lúc này, Erik ten Hag đang xem xét về mục tiêu Ivan Toney. Theo Football Insider, ông thầy người Hà Lan đã đưa cầu thủ của Brentford vào danh sách một trong những mục tiêu cần chiêu mộ vào cuối mùa giải năm nay. Ivan Toney là một trong những tiền đạo nổi bật nhất Premier League mùa này.
Chân sút 27 tuổi người Anh hiện có 19 bàn thắng cho Brentford, chỉ sau Erling Haaland 32 bàn và Harry Kane 24 bàn. Với việc có thời gian chơi bóng ở ngoài hàng Anh, tiền đạo này sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với Manchester United. Hợp đồng của Ivan Toney với Brentford đến năm 2025. Manchester United phải chi không dưới 50 triệu bảng nếu muốn có sự phục vụ của anh. Manchester United bắt đầu hành động nổ bom tấn Harry Kane. Đội chủ sân Old Trafford tung ra những động thái ban đầu với mục đích sở hữu chữ ký của tuyển thủ người Anh trong mùa hè năm 2023. Theo Telegraph, Manchester United bắt đầu tìm hiểu về khả năng chiêu mộ Harry Kane. Họ kỳ vọng tiền đạo này không gia hạn hợp đồng với Tottenham sau khi mùa giải năm nay khép lại. Quỷ đỏ trước tiên hỏi Tottenham Hotspur về mức giá chuyển nhượng, đồng thời muốn biết những điều kiện cần thiết để tiếp cận chân sút người Anh, nhất là vấn đề đàm phán với chủ tịch Tottenham, Daniel Levy. Đó là những bước đi đầu tiên của câu lạc bộ chủ sân Old Trafford trong nỗ lực nâng cấp hàng công. The Times khẳng định huấn luyện viên Erik ten Hag đánh giá cao phẩm chất của Harry Kane và tin rằng anh là mảnh ghép còn thiếu để giúp đội bóng hướng tới một tương lai thành công hơn. Động thái của Manchester United có thể là cơn ác mộng đối với Levy. Vị chủ tịch đối mặt với quyết định phải bán cầu thủ ngôi sao của đội trong hè này hoặc có nguy cơ mất trắng, Telegraph viết. Giao kèo hiện tại của Harry Kane hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Tottenham Hotspur ưu tiên bán Harry Kane cho một đội bóng nước ngoài trong trường hợp tiền đạo sinh năm 1993 không gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, Harry Kane muốn tiếp tục chơi bóng ở môi trường Premier League quen thuộc. Mặt khác, Manchester United nhận thức sẽ gặp khó khăn trong việc đàm phán với Levy. Họ không chấp nhận một cuộc theo đuổi kéo dài đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè như trường hợp của Frankie de Jong năm ngoái. Do đó, Quỷ đỏ sẵn sàng chấm dứt sự quan tâm tới Harry Kane nếu không được hồi đáp. Manchester United muốn thực hiện một thương vụ chuyển nhượng nhanh chóng, có sự hợp tác của các bên để ổn định nhân sự trước mùa giải 2023-2024, đồng thời có thời gian chuyển hướng sang mục tiêu khác như Victor Osimhen của Napoli hay Gonçalo Ramos của Benfica nếu vụ mua bán không thành. Bayern Munich và PSG được cho là những đối thủ lớn của Manchester United. Tottenham chỉ đồng ý đàm phán nếu nhận được lời đề nghị hơn 100 triệu bảng. Huấn luyện viên Ten Hag cách lịch sử của Manchester United đúng một trận đấu. Ten Hag đã đưa Manchester United lọt vào chung kết Cúp FA 2022-2023. Nếu giành chiến thắng trước Man City ở trận tranh ngôi vô địch vào đầu tháng 6 tới, vị huấn luyện viên người Hà Lan sẽ đi vào lịch sử của đội chủ sân Old Trafford. Vào rạng sáng ngày 24 tháng 4, trận bán kết Cúp FA giữa Manchester United và Brighton đã diễn ra hấp dẫn. Hai đội hòa nhau 120 phút thi đấu và chiếc vé vào chơi trận chung kết chỉ được giải quyết ở loạt sút luân lưu cân não. Cả hai đội đều đã thực hiện thành công 6 loạt sút đầu tiên. Bước ngoặt xuất hiện ở loạt sút luân lưu thứ 7, Solly March dứt điểm vọt sáng ngang. Trong khi đó, Victor Lindelof của Manchester United thực hiện thành công. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Manchester United đã vượt qua Brighton ở bán kết Cúp FA. Quỷ đỏ thắng với tỷ số 7-6 loạt sút luân lưu may rủi sau khi hai đội cầm chân nhau không đều trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Loại Brighton, Manchester United sẽ chạm trán Man City ở trận chung kết. Theo lịch, trận derby Manchester sẽ diễn ra vào ngày 3/6 trên sân vận động Wembley. Ở trận chung kết với Manchester City, Manchester United không được đánh giá cao. Theo siêu máy tính 538, Quỷ đỏ chỉ có 24,5% khả năng vô địch. Trái ngược với dự đoán của siêu máy tính và các chuyên gia, thủ thành David De Gea tin rằng Manchester United có thể đánh bại Man City. Theo thủ môn người Tây Ban Nha, Quỷ đỏ đã thể hiện được điều đó ở trận đấu lượt về Premier League mùa này. Bản thân huấn luyện viên Ten Hag cũng quyết tâm không cho Manchester City giành cúp ăn bà. Nếu Manchester United giành ngôi quán quân của Cúp FA, huấn luyện viên Ten Hag sẽ đi vào lịch sử. Cụ thể, ông sẽ trở thành huấn luyện viên đầu tiên vô địch Cúp FA ở ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Quỷ đỏ. Trong lịch sử, chưa từng có huấn luyện viên của Manchester United nào vô địch Cúp FA ngay mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng cả. Trong trường hợp đánh bại Man City, Manchester United sẽ lần thứ 13 giành danh hiệu Cúp FA. Lần gần nhất Quỷ đỏ đoạt cúp là ở mùa giải 2015-2016 dưới thời của huấn luyện viên Louis van Gaal.